Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật 9 tháng 6 2019. Đến với VATV sáng hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là phóng sự thánh lễ kỷ niệm 15 năm nhận lãnh thiên chức linh mục. Trong phần 2 là phóng sự lễ ra trường tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point. Để mở đầu chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phóng sự thánh lễ kỷ niệm 15 năm nhận lãnh thiên chức linh mục của Linh mục Giuse Bùi Huy Hoàng, được tổ chức vào ngày 2 tháng 6, 2019 tại Vietnamese Mothers Catholic Church, Houston, Texas do Võ Thiện Toàn thực hiện. Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đông. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi, con thành người rời gót chân tre, con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn nhớ lời được giao đầu tiên, tình yêu Chúa ùa con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn cung ca tặng, bài ca cảm mến mình chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi mãi chân chứa trên đời con. Dạ, kính chào quý thính giả, khán thính giả của SBTN Washington DC. Hôm nay rất là hân hạnh cho một ngày đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 15 năm lãnh nhận thiên chức linh mục. Một vài cảm tưởng là tôi là linh mục Giuse Bùi Huy Hoàng, là một người tị nạn và thành viên của thiếu nhi thánh thể Pulau Bidong, Sungai Besi. Sau 30 năm được đến định cư tại nước này và là một được đặc biệt là Chúa gọi trong cái thiên chức linh mục 15 năm. Ngày hôm nay với tâm tình rất là cảm mến hồng ân, là hồng ân Thiên Chúa dồi dào và tuôn tràn, và những giây phút này thì vẫn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và qua những cái phục vụ và tha nhân. Ngày hôm nay cũng như là 15 năm trước, ơn Chúa vẫn đồng hành và gìn giữ, và hy vọng những ngày tháng trong tương lai nữa qua những bước đường phục vụ như là công việc mục vụ của giáo xứ, cộng đoàn, giúp các em, các giới trẻ và gia đình, và đặc biệt là một vài chuyến đi về làm công tác mục vụ cho những người còn bên Việt Nam, như là các người mà bị cần sự đế, thì đó là những cái nguồn động lực và tìm thấy cái hình ảnh của Chúa trong tha nhân. Đó là cái niềm vui được phục vụ và được yêu thương. Tuy nhiên trong những giai đoạn mà phục vụ này, đôi khi cũng cảm thấy sự cô đơn, và lại Chúa lại có nhắc nhở là Chúa cùng đồng hành. Và cái khẩu hiệu của đời linh mục là với sức mạnh của Chúa thì con được làm mọi sự. Đó là cái khẩu hiệu mà con luôn luôn giữ và được sống những giây phút đó. Thì kỷ niệm mà rất là nhớ là những cái cuộc hành trình là 10 ngày trên biển, vượt biển, mà được Chúa cứu, có lời nguyện là sẽ làm một công việc gì đó. Thì bây giờ được cảm nghiệm lúc đó thì là
tìm đến Chúa trong những giây phút đó, thì tự nhiên là đến với nhà thờ thì là được gặp cái đoàn thiếu nhi thanh thể đã thành hình ở bên trại tị nạn và gia nhập liền là một nghĩa sĩ. Và những cái hình ảnh là ngày hôm nay thì tất cả các bạn cùng trong lứa đó cũng sẽ hiện diện, cũng đang và sẽ hiện diện nơi đây trong thánh lễ để tạ ơn Chúa. Cái hình ảnh là như là đi sinh hoạt, đi cắm trại rồi vui chơi, lại học hỏi những cái giúp đỡ nhau để vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên là khó khăn trong trại nhưng mà có Chúa đồng hành, và đó là cái khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể, là Chúa Giêsu là điểm tựa nha. Thì đã vượt qua những khó khăn đó. Tuy nhiên trong cuộc đời được ơn gọi thì nhiều lần cảm nghiệm mà Chúa hiện diện, như là một dịp gặp Đức Thánh Cha, lúc đó là mới là thầy giúp xứ thôi, xong rồi thầy sẽ Đức Thánh Cha nhìn và chúc lành, đó là một cái điểm cao. Rồi là được may mắn được gặp gỡ những tất cả những người trên đường đồng hành và nâng đỡ và cầu nguyện, và đó là điểm cao trong cái bước đường ơn gọi. Kính thưa quý vị, tôi là Thái Nguyễn, là một cựu huynh trưởng thiếu nhi thánh thể ở Pulau Bedong, Malaysia cách đây 30 năm. Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm được thụ phong linh mục của linh mục Yusuf Bùi Huy Hoàng. Linh mục Bùi Huy Hoàng trước khi là một nghĩa sĩ và tôi là một huynh trưởng, đã sinh hoạt với nhau trong thời gian ở đảo Bedong cách đây 30 năm. Thì khi được định cư tại Mỹ, Linh mục Bùi Huy Hoàng đã chọn con đường tu trì, đem niềm vui, đem tình yêu thương và bác ái đến cho mọi người, và đặc biệt là ca tụng và ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay thật sự là một niềm vô cùng hãnh diện, vô cùng vui mừng đối với cá nhân tôi và với hầu hết các anh em thiếu nhi thánh thể trong thời điểm đó. Và bây giờ nữa, một chặng đường đã qua 15 năm với thiên chức linh mục thật sự là một khó khăn cho ngài. Nhà chúng tôi luôn luôn động viên cũng như là khuyến khích ngài trong về mọi mặt để ngài có thêm nghị lực, và qua cái tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hỗ trợ của Thiên Chúa đã giúp ngài trung thành và sống một đời sống linh mục bác ái, yêu thương và hoàn thiện đối với vai trò của ngài. Thì ngày hôm nay anh em chúng tôi cũng có một số các anh em thiếu nhi thánh thể tại các nước, định cư tại các nước như bên Úc, bên Canada, rồi bên Pháp và các tiểu bang khác cũng sẽ quy tụ về đây để chúc mừng cho một người bạn, một người em và một người linh mục của thiếu nhi thánh thể đã sinh hoạt với chúng tôi trong 30 năm qua tại đảo Bi Đông. Thì thực sự ra chúng tôi rất là vui mừng và hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái khuynh hướng mới hơn, tốt đẹp hơn, để mà cùng nhau đóng góp vào một bàn tay để xây dựng giới trẻ, cũng như là giúp cho giới trẻ có một cái khái niệm, ý thức về đạo cũng như vào đời, nhất là biết được mình là người Việt Nam, cần có và làm những cái gì cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phổ biến để làm điều đó, cũng như tôi đã từng làm trong những năm qua. Tôi xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.